Cô nương, rõ ràng không có thể dựa vào nhan sắc để kiếm ăn, sao lại bạo lực như thế? Yêu quái phương nào, dám tới đây gây rối? Ta không phải yêu quái, ta là pháp sư được Huyền Quang Tự cử đến bắt yêu mà. Là đại sư đến từ Huyền Quang Tự sao? Là ta đây. Sư phụ ta nói chỗ không có yêu quái ăn thịt người. Chưa kịp thỉnh giáo quý tính đại danh của sư phụ đây. Có gì đâu, hàng ma giới đặt cho ta ngoại hiệu gặp thần giết thần, gặp người giết người, người gặp người yêu, quỷ thấy quỷ lại. Đại pháp sư thần công cái thế, Mộ Dung Chính Anh là ta, lợi hại thế. Đã được chứng nhận chưa? Được rất nhiều chứng nhận rồi. Pháp hiệu của Bần Tăng là Bất Thông. Ngươi là hòa thượng sao lại có tóc? Bần Tăng bẩm sinh tóc cứng, cứng đến mức rìu đao cũng không thể chặt đứt được. Sư phụ từng 7 lần xuống tóc cho đệ tử, nhưng lần nào cũng thất bại. Nếu đây là ý trời, ta quyết định giữ lại mái tóc này. Đến rồi. Làm gì thế? Vô sắc. Đại sư, liệu chúng ta có chết không? Phụ nhân thành tâm lễ Phật, nhiều năm làm việc thiện, tích công đức, phúc duyên thâm sâu, ác có thể chuyển giữ hóa lành. Còn về lệnh phu buôn bán không thành thật, chuyên bán hàng giả, khấu trừ tiền công, lại còn ức hiếp mẹ quá con côi, lại yêu quái nhắm vào người này. Đại sư, ta xin ngài, xin hãy cứu phu quân của ta, ta nguyện một mạng đổi một mạng. Thật sao? Nói láo, chúng ta có rất nhiều tiền. Ngươi cần bao nhiêu nha hoàn? Ta sẽ mua bấy nhiêu nha hoàn, cho nó đến ăn no thì thôi. Nói có lý. Yêu quái phương nào, mau chịu chết. Tránh ra, tránh ra. Tránh ra, tránh ra. Thiên địa vô cản, càn khôn kiếm pháp, dồn dập như quân lệnh. Tránh ra! Tránh ra! Phía trước tránh ra! Còn yêu quái này, người muốn ăn ta à? Ta nạp bi đất cho người ăn trước. Người nếm xem có ngọt không nhé. Phản ứng xấu xa, người vừa cho ta ăn cái gì? Bi đất cũng là một phần trên cơ thể ta, có ngon không? Ta sẽ nuốt chửng ngươi. Tiên truyền đại vương, người ăn thịt vô số dân lành, quay đầu là bỏ. Ta không quay đầu thì sao? Chẳng không buồn cứu cả con, xin thêm đứa nữa vậy. Vậy thế thì sao? Lấy thêm cô nữa. Mới đi bắn vào xương đuôi của nó, sao sẽ bắn vào lưỡi nó? Được. Đau thật, từ chỗ chẳng khách cũng phải đánh tiếng chứ. Bà ơi, đừng sợ. Vướng chân vướng tay. Người dám sàm sỡ ta? Ta đâu có sàm sỡ bà. Có người bắn ta mà. Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga, ta sẽ đánh chết ngươi. Này, dừng, cẩn thận có độc. Đau quá.
Đáng đời, ngươi bỏ mặc cả thế tử. Đừng bắn ta. Ta đã cứu cô mà. A Di Đà Phật. Làm gì thế? Đồ đệ ca, sư phụ đừng gọi con là ca nữa. Người gọi thế làm con thấy khó chịu. Người ta mặc dù vai vế cao, nhưng tuổi tác hãy còn nhỏ mà. Nếu con không thích, ta gọi con là đồ đệ thúc nhá. Được rồi, ca thì ca. Sư phụ, họ làm gì thế? Sao rầm rộ vậy? Thư bá của con nhận một mối làm ăn lớn. Hôm nay phu nhân của Chu tướng quân đến cầu tự. Ông ấy đang bày kim tất là hắn trận cầu phúc cho bà ấy. Thế thì tốn nhiều nước tắm rửa lắm. Sư bá. Sư huynh. Sư huynh, huynh không sao chứ? Thế xấu xa kìa. Không đủ người nên cứ bắt ta lên. Sư huynh, cái này là sao? Phải đấy, lúc đó hỗn loạn, không biết ai đã phóng lấy ta. Đỡ ông ấy dậy. Sư bá, người bị mất màu rồi. Chất liệu sơn không tốt, ta đi dọn phấn đã. Tham tâm mà, nếu không ngồi vững địa vị chính thất, sinh một đứa con trai bụng bẩm, cắt đứt ý định nạp thiếp của ông ta, còn lâu ta mới ngồi trong ngôi miếu nát này. Cũng may tướng quân cho ta 10,000 lượng tiền hương hoa. Ta chỉ quyên góp có 3,000, lại xung quỹ được 7,000 lượng rồi. Hắc tâm mà, tướng quân ngày nào cũng mê đắm con nha đầu sân mai đó. Bỏ ít thạch tín hạ độc sân mai trước, diệt trừ hậu họa. Dâm tâm mà, chưa biết chừng tướng quân bất lực, sáng mai xuống núi về nhà mẹ đẻ ôn chuyện xưa với biểu ca, xuân sắc một đêm cũng tốt. Sư phụ, vị phu nhân này nhiều tâm tư lắm. Xem ra Chu tướng quân sắp bị cắm sừng rồi. Phật tổ dạy chúng ta nhìn thấu cũng không được nói toạc ra. Không được nói, không được nói. Mỗi lần chuyển thế, ta đều dùng đủ mọi cách để tìm ra người ta yêu, giữa ấp biển người. Ta có ký ức 1,000 năm. 1,000 năm qua, ta nghiên cứu kỹ thuật kỳ môn đạo giác từ xưa đến nay, chỉ để tìm ra một cách có thể sớm gặp lại chàng giữa vận mệnh này. Dầu có hiệu quả thật này. Tí tí, hồi thân niên có thể khởi động được rồi. Bây giờ chỉ còn thiếu đồng tử của Thiên Sơn lão yêu. Là tỷ có thể xem lại nhìn kiếp trước. Vậy thì có thể biết diện mạo của Kim Đồng khi chuyển thế ở kiếp này rồi. Kim Đồng. Kim Đồng. Kiếp của chàng đang ở đâu? Tí tí, bà nào sắp chín rồi sao? Phải. Thế nên hoàng mẫu đương đương mới bảo ta đến trông coi. Với cùng tỷ đợi 7 ngày 7 đêm rồi, chẳng được chạm bắt lúc nào, buồn ngủ quá. Mời ba đi nghỉ đi, ta chụp con nơi này là được. Ngọc Nhi, ta đến muộn rồi, nàng không trách ta chứ? Đừng giận. Hôm nay chúng ta đã thu phục được một con rồng rất hung hăng. Chúng ta đã đến nỗi nó ị cả ra đấy. Mang đến chân Phật tổ xong là vội vàng đến đây ngay. Phục hổ, ta thấy huynh vừa đói vừa mệt, ta đưa huynh đi ăn chút gì nhá. Không mệt, ta không mệt mà. Ta bảo mệt là mệt, đi thôi. Mệt rồi, đi thôi. Ta không mệt thật mà.
Kim Đồng, ta vẫn hơi lo. Nàng lo gì? Ta lo lỡ chuyện của chúng ta bị các thượng tiên biết được, sẽ phạm đại tội bất nghịch với thiên đình. Vậy thì chúng ta hãy rời khỏi tiên giới, tìm một nơi nằm ngoài tam giới. Đến khi nào ta cũng quyết không rời xa nàng. Đáng chết, 3.000 năm rồi, bản đào 3.000 năm mới ra quả một lần. Đối phản thần Kim Đồng, Ngọc Nữ vi phạm luật trời, khiến Ai Gia và các vị tiên gia phải đợi thêm 3.000 năm nữa. Đúng vậy, chúng ta là phải đợi thêm 3.000 năm nữa mới được ăn bản đào. Nhất định phải trừng phạt họ. Hoàng mẫu, mặc dù Kim Đồng, Ngọc Nữ có tội, nhưng về tình có thể tha thứ, mong người rộng lượng tha cho họ. Hai người này vi phạm luật trời, nếu không nghiêm trị, một khi đã mở ra tiền lệ thì đâu còn quy củ. Thế này đi, Hoàng mẫu, chi bằng phạt hai người họ xuống trần gian chịu khổ trăm năm. Người hãy nề mặt ta đi. Nói cho cùng, Kim Đồng cũng là đệ tử của ta, ý ta đã quyết không thể phạt nhẹ. Ý của Phật Tổ là yêu hận cuồng si chỉ là hư vô, trăm năm trăm kiếp chỉ trong chớp mắt. Vì yêu mà sinh lo, vì yêu mà sinh sợ, nếu rời xa tình yêu, vô lo vô nghĩ. Ta phạt Kim Đồng, Ngọc Nữ xuống phàm trần luân hồi trăm kiếp, phải uống nước vong tình, vĩnh viễn không được gặp lại, lập tức thi hành. Từ chối uống nước vong tình tức là cam tâm gánh chịu kiếp nạn. Thế là chúng sinh trần tục, vận mệnh vô thường, không thể tự mình làm chủ. Người không những một kiếp không được gặp Kim Đồng, mà mười kiếp cũng không được nói với hắn một câu. Sao phải khổ thế? Thực ra ta có thể lựa chọn quên đi, nhưng ta lại không muốn quên. Kim Đồng, 1.000 năm, 5 tháng, 6 ngày rồi. Nhưng chiếc đài Hoàng Mẫu gắn phong ấn lên đầu ta. Ta không biết kiếp này trông chàng như thế nào. Kiếp trước 1.000 lần ngoảnh lại mới đổi được 1 lần lướt qua ở kiếp này. Cung nữ mới đến thật khó coi. Tan học. Tiểu đệ Lương Sơn Bá. Tiểu đệ Trúc Anh Đài. Trúc Anh Đài, phải. Thảo nào ta thấy có duyên với huynh thế. Huynh cũng có cảm giác này sao? Vậy chúng ta ra ngoài chơi đi. Được. Kiếp trước 1.000 lần gặp gỡ mới đổi được 1 lần bên nhau. Đây, Phú Xuân Lâu của chúng tôi mở cửa sớm hơn. Các cô nương lầu trên, lầu dưới giờ ngọ sẽ bắt đầu tiếp khách. Chúng tôi đặc biệt tiến cử hoa hoa cô nương. Hoa hoa cô nương như đóa sen e ấp, hoa nhường nguyệt thẹn. Người tên là gì? Tang thịt dê. Chứ có ăn huynh đệ của người đâu. Nhắm mắt lại. Chàng trai, công tử, tiểu nhị, khách quan, người của Phú Xuân Lầu chịu khó thật đấy. Người sáng sớm đã ra ngoài mời khách. Hắn là Hà Nhị Cẩu, nổi tiếng là thiên hạ đệ nhất tiện nhân của thành Hàng Châu. Sáng nào hắn cũng ra ngoài lôi kéo quan khách thay thê tử của hắn. Như thế chưa đủ ti tiện đâu. Thê tử của hắn chính là Hoa Hoa. Hắn không phải tiện nhân, hắn là một kẻ đáng thương.
Ngài cứ dùng thong thả. Hòa thượng mà cũng ăn thịt. Đây là hòa thượng thật hay giả vậy? Ăn thịt dê dễ bị nóng trong, nên phải dập lửa đi. Đến Phú Xuân Lầu tìm Hoa Hoa cô nương. Giảm giá 50% cho ngươi, thí chủ. Hôm nay mây đen vần vũ trên đầu, rất có thể thí chủ sẽ bị đánh cho một trận. Chết người rồi. Phu nhân. Sao như thế mà ngươi cũng nhìn ra là thế tử của ngươi độc quyền bởi Xuân Lầu này chỉ có thế tử của ta là xấu thôi. Sắc sẽ bị đánh cũng lớn hơn người khác. Hoa Hoa, nàng không sao chứ? Đau quá. Không đau, không đau. Tử Bá Thiên đã đánh nàng đúng không? Đánh cô ta thì đã sao? Không chịu hầu hạ đại gia cho đàng hoàng, chính bà đại gia đẩy cô ta xuống đấy. Xin lỗi, xin lỗi. Lần sau ta sẽ bảo nàng ấy hầu hạ ngài cẩn thận. Cô ta là người lớn tuổi nhất, xấu nhất Phú Xuân Lầu. Ta thương tình cô ta không có một mối nào. Chiếu cố cô ta một lần, vâng vâng, không hầu hạ tử tế. Còn có lần sau à? Vậy phải làm sao mới khiến ngài vừa lòng? Lần sau ngài đến không thu tiền thì ngài có vui không? Đánh ngươi một trận là vui. Thịt dê. Đại sư, ngài đoán chuẩn thật. Nhị cẩu. Hoa Hoa. Hoa Hoa, nàng không sao chứ? Hoa Hoa, nàng không sao chứ? Hoa Hoa, nhìn cái bộ dạng thảm hại của đôi cẩu nam nữ này thì ta vui rồi. Thí chủ, tóc bần tăng bẩm sinh đã cứng rồi, đâm phải thí chủ rồi, xin lỗi nhé. Có hai con đủ để lấy mạng ngươi rồi. Vội gì, ta còn chưa nói xong mà. Thực ra, ngươi có 36 con. Vừa đủ 36. Ôi lưng của tôi, lão tử không sợ yêu pháp của người đâu. Chỗ ta còn hai con dao, một con biến ngươi thành thái giám, một con để lấy mạng ngươi. Trừ khi ngươi hứa với ta sẽ không ức hiếp phu thê nhị cẩu nữa, ta sẽ tha cho ngươi. Ngươi đã xin thì ta cho. Được. Hai con sao nữa đâu? Trên mông người đấy. A Di Đà Phật. Đại sư, đa tạ đại sư, đại sư thật lợi hại. Chỉ là nghiệt duyên kiếp trước, kiếp này trả mà thôi. Kiếp trước các người đã ức hiếp hắn, thế nên kiếp này mới bị ức hiếp. Mới biết kiếp trước thiện hay ác, phải xem kiếp này chịu tội hay hưởng phúc. Mới biết kiếp sau ra sao, phải xem kiếp này ăn ở thế nào. Nợ ta một nồi thịt dê đấy. Ta đi đây. Tại sao? Ai cần biết? Thế tử đang có tiếp khách được nữa không? Thành cố vậy. Cho ta một bình túy sinh mộng tử. Hết rồi, hết rồi. Tôi cho một bình túy ngọa xa trường. Cái gì cũng hết rồi, cũng hết. Hôm nay các tỷ tỷ kia đã mua hết rượu rồi. Ngươi đi tỉ thí với cô ấy đi. Nếu thắng được cô ấy thì sẽ được uống rượu. Có phải thắng cô sẽ có rượu uống không? Phải, đưa đây.
Lợi hại thật. Cảm ơn. Cạn ly. Thật vô vị. Làm người thật vô vị. Ngày nào cũng thắng. Thật muốn thua. Làm người vô vị thì có thể làm chó. Nghe nói xem sao năm nay lại nhiều yêu quái như thế. Đánh mãi cũng không hết. Ta không muốn làm nữa. Ta cũng không biết vì sao. Sư phụ ta nói trên đời này có rất nhiều yêu quái. Vừa hay ta lại biết đánh yêu quái. Vì sao lại không đánh? Làm nghề này mấy năm rồi. Ta sao? 7-8 năm rồi. Còn non lắm. Nói nghe nghe nhé. Ta làm nghề này chỉ vì muốn tìm một người. Kết quả ta sắp mệt muốn chết rồi. Mà vẫn chưa tìm thấy bóng dáng người đó. Không lẽ không muốn tìm ma? Ma mới không có bóng. Sớm biết thế này, năm đó ta đã uống nước vong tình. Nước vong tình của thiếu thời theo đuổi mộng tưởng, chỉ muốn cất cánh bay về phía trước, đi khắp trăm sông nghìn núi, cuối cùng vẫn lẻ loi một mình. Cho ta một chén nước vong tình, đổi lại một đêm, đổi cái con khỉ. Ta mày sắp chết rồi, chẳng biết không? Nếu chàng nhìn thấy ta, hãy thương ta một chút. Nếu chàng không thấy ta, vậy hãy nhớ ta một chút. Hắt xì một cái cũng được. Hắt xì à? Cô nhìn mặt trời kìa, nhìn mặt trời mà hắt xì. Đêm hôm lấy đâu ra mặt trời? Mặt trời chắc chắn ở trên trời. Người điên à? Sao có biết? Nào uống rượu đi. Nào, cạn chén nước vong tình này. Yêu tinh bây giờ càng ngày càng đẹp, càng ngày càng phô trương. Hòa thượng này có kim quang bảo vệ. Không ngờ nơi hoang vu hẻo lánh này lại có người có tu vi cao thâm như thế. A Di Đà Phật, đa tạ Phật tổ giúp ta thu phục độc long. Cha ngươi là độc long, tội nghiệp chồng chất, phải tu hành nhiều năm dưới chân Phật tổ. Nhưng ngươi vô tội. Nào, uống một ít máu của ta, có máu tiên thì có thể đưa ngươi ra ngoài.
Hồ Nhi, Mị Nhi, Sát Sát, Thỉnh An Hộ Thân. Hồ Nhi, sau khi vào cung, việc ta sai các con làm tiến hành đến đâu rồi? Xin phụ thân thứ tội. Thái hậu, thống lĩnh thái giám, thống lĩnh ngự lâm quân đều đã bị chúng ta thiên tàm độc cổ. Vậy hoàng thượng thì sao? Sau khi vào cung, con và Mị Nhi được hoàng thượng yêu thích vô cùng. Nhưng chúng con chỉ có thể tiếp cận thân xác của hoàng đế, không thể lấy được chân nguyên của hắn. Mỗi lần chúng con muốn nhả độc long châu vào miệng hoàng đế, trên người hắn lại phát ra hàng vạn luồng sáng, đánh bật chúng con ra xa. Tất cả là vì các con là yêu quái, chỉ cần có ý làm hại hoàng đế thì linh thần đế vương trên người hoàng đế sẽ phản kích. Có thể dùng nhiếp hồn đan khống chế hắn trước, khi ấy hắn sẽ biến thành một cái xác. Tiếp đó nguyên thần của ta sẽ xâm nhập. Tới lúc đó cả nhân gian này sẽ nằm trong tay chúng ta. Vậy có cách nào không kinh động đến linh thần của đế vương không? Trừ phi tìm được người có linh lực ra tay với hắn. Đại tiệc ta chuẩn bị cho các con đây, mau tới thưởng thức đi. Thì dù tất cả 98 lần đều không thành, 99 lần cũng không được, thì tức là trời xanh không có mắt. Ta chết. Tránh ra. Hôm nay ta không chặt đứt tóc ngươi thì ta sẽ chặt đầu ngươi. Sư phụ, con nợ người nhiều tiền lắm à? Vẫn không được. Lại. Ngày trước huynh làm mì sợi à? Sao đệ biết? Thủ pháp của huynh đã bán đứng huynh. Cả đời con chưa từng hại ai, tại sao lại rơi vào tình cảnh này? Tiểu tử này từ nhỏ đã diệt yêu trừ ma, không thầy vẫn tự học thành tài. Ta tưởng ông trời chiếu cố, nhưng nó lại chả nhớ được gì về kiếp trước. Nếu không bổ cái đầu này ra hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt thì nó chỉ có 1/10 cơ hội thành công thôi. Ta biết rồi. Liệu có phải hắn đã đắc tội với vị Bồ Tát nào đó không? Có khả năng lắm. Đi. Hai vị Bồ Tát bất thông kiếp trước có đắc tội với hai vị không? Nếu tiểu tăng có đắc tội với các vị thì xin hãy nhận của ta một lạy. Chuyện gì thế này? Còn mấy kia nữa, xin nhận của ta một lạy. Giờ ta ra ngoài thất thực, chả ai tin ta là hòa thượng. Và ai không muốn làm hòa thượng chọc đầu chứ? Vì sao không chịu cho ta cơ hội? Quan Âm Bồ Tát, rốt cuộc con đã làm sai việc gì? Quan Âm nhắm mắt rồi. Quan Âm Bồ Tát, tại sao người lại nhắm mắt?
Người mau nói cho con biết đi. Tôi còn tại sao con không thể xuống tóc? Có phải kiếp trước con đã gây nghiệt? Kiếp này phải chịu báo ứng. Tình duyên chưa dứt, đầu gối tay ấp, trên trời dưới đất đều thế. Một ngày nào đó, người sẽ gặp được cô ấy. Cô ấy. Cô ấy là ai? Cô ấy là người trong mộng của con sao? Mà nói cho con biết đi. Cả người làm gì vậy? Sẽ lại xoay ngược Bồ Tát? Không liên quan đến ta. Là hai người bọn họ. Hai người. Họ cút về thiên phòng. Chú phu nhân đến cầu tự. Rồi bất thông xuống. Hoa đã. Đánh chết người. Đánh cho ta. Đánh chết cho ta. Có gì từ từ nói. Đánh người được cứ đánh vào mặt. Ta cứ đánh vào mặt đấy. Đã bảo đừng đánh vào mặt rồi. Ta không tin. Nguyên năng. Sao còn chưa chuẩn bị xong? Ông nói giờ này là giờ lành mà. Trong chùa có đệ tử điên muốn làm phản. Hòa thượng điên. Trương Long triệu hổ. Có. Hạ hắn cho ta. Rõ. Hiểu lầm rồi. Hiểu lầm rồi. Biến thành yêu quái rồi. Ta không phải yêu quái. Ta là huynh đệ phục hổ của huynh. Huynh là Giáng Long La Hán. Giáng Long La Hán. Kiếp này ta dẫn dắt huynh hạ phàm. Bất thông, huynh mang trong mình tiên cốt, vốn là kim đồng trên trời. Nếu không phải Hoàng Mẫu nương nương gây khó dễ, thì ta đã đưa huynh đi gặp Ngọc Nữ từ lâu rồi. Ngọc Nữ. Huynh tự xem đi. Xem đi. Bà đạo 3.000 năm mới ra quả một lần. Đôi phản thần kim đồng ngọc nữ làm trái luật trời. Ta phạt kim đồng ngọc nữ xuống trần gian, luân hồi trăm kiếp, phải uống nước vong tình, vĩnh viễn không được gặp nhau. Lập tức thi hành. Ta biết rồi. Người con gái trong giấc mơ của ta chính là ngọc nữ. Sư phụ, người không sao chứ? Người biến trở lại rồi. Đồ đệ ca, giờ con hãy lập tức đến hẻm núi Thiên Sơn thu phục Thiên Sơn yêu quái. Tại sao con phải thu phục Thiên Sơn yêu quái? Cái này ta cũng không biết. Bồ Tát sai ta nói với con. Người không sao thật chứ? Đồng người phun máu kia kìa. Vậy sao? Làm sao bây giờ? Đỡ hơn chưa? Đỡ nhiều rồi. Không sao rồi. Không sao rồi. Phu nhân, bà lòng mang đố kỵ, dâm ô, tham lam, độc ác sẽ không có phúc. Bà đến chùa cầu tự, hồi trường thanh thế, khẩu Phật tâm xà, Bồ Tát sẽ không giúp bà. Ở hiền mới gặp lành. Mong phu nhân buông bỏ ý nghĩ đen tối, đừng vì dục vọng của bản thân mà làm hại mạng người. Cáo từ.
Bất Thông Vinh mang trong mình tiền cốt, vốn là kim đồng trên trời. Nếu không phải Hoàng Mẫu nương nương gây khó dễ, thì ta đã đưa huynh đi gặp Ngọc Nữ từ lâu rồi. Hắn tốt. Một ngàn năm rồi, ngươi không ngờ ngươi lại biến thành hòa thượng. Còn nhớ nghĩa phụ từng nói, có một mối thù không thể không trả. Năm đó chúng liên kết tới Bắc Hải bắt ta. Ta bị trấn áp dưới chân Phật tổ, bị rút long gân. Đây đúng là sự sỉ nhục lớn với ta. Sau 500 năm bị trấn áp, ta mới may mắn thoát nạn. Mấy năm qua ta ra sức tu luyện, cuối cùng đã mọc lại long gân. Còn tới kim đồng này, lại vì vi phạm luật trời mà bị đày xuống trần gian.